Kính chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ tới, giải mây dông hoạt động mạnh sẽ là tác nhân khiến cường độ mưa có xu hướng gia tăng tại các tỉnh thành miền Bắc nước ta. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Mưa lớn dồn dập trong thời đoạn ngắn nên cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp và sạt lở đất ở vùng núi. Về nhiệt độ, do có mưa nên duy trì ở mức mát mẻ, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại hầu khắp khu vực Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Trong khi đó, giải mây dông phía Bắc chỉ tác động nhiều đến các tỉnh phía Bắc miền Trung như là Thanh Hóa, Nghệ An, khiến cho nơi đây có mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa. Các nơi khác của miền Trung chủ yếu có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất tại khu vực này phổ biến ở mức là từ 32 đến 35 độ. Riêng một số nơi như là Quảng Trị hay là Thừa Thiên Huế có thể đạt trên 35 độ. Hai khu vực phía Nam nước ta, các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, đêm nay và ngày mai còn có mưa dông nhiều nơi. Riêng Nam Bộ, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa dông lượng lớn, tập trung nhiều hơn về cuối ngày, nhất là trong khung giờ tan tầm. Nhiệt độ chưa có nhiều biến động, chủ yếu dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ ở Tây Nguyên và 30 đến 33 độ tại Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Chỉ lưu ý là ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ trên cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều ở mức là dưới 31 độ. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 24 đến 32 độ.